lại với kênh channel Izumi Thanh Tuyền. Hôm nay là một cái video mình sẽ chiêu đãi ông xã mình món gà luộc. Mình món gà luộc Hội An ăn kèm với lại là gỏi rau càng cua. Không biết các bạn có nhớ cái rau càng cua này không ha? Đây. Có lẽ đây rau càng cua này các bạn ơi. Kono yasai hajimete mita desho? Rau càng cua. Chidou no? Itsumo no kou ni haitte iru yatsu na. Dạ. Rau càng cua. Rau càng cua. Rau cái cua. Rau càng cua. Rau càng cua. Rau càng cua. Chút tự nâng cấp. Cani. Nâng cấp. Cani. Cani no de no. Yasai. Nào. Nhưng mà đồ đấy là cani. À, cô đây cả nó. Cô đây. Cô đây là cani mitai no. Nâng đấy kìa. Thế. Ừ. Zara zara. Zara zara de nagai. Cô đây là càng cua. Đó là rau càng cua. Cô nói yasai là. Nâng đấy kìa. Salada sukuttara là oishi. À, bây giờ thì mình mời các bạn đang xem kênh Izumi Thanh Tuyền cùng thưởng thức món gà luộc Hội An và gỏi rau càng cua cùng với vợ chồng mình nhé. Ở đây thì mình có chuẩn bị cả cháo nữa. Đây, chuẩn bị cháo. Trong cháo này thì sẽ có một trái trứng mazu, một cây YouTube để cả khăm bạn. Đây, trứng này hôm nay mình bỏ vào là trứng gà sập. Đây, trứng gà siêu sập đấy các bạn, có thể ăn sống được luôn. Trứng gà này ông xã mình hay ăn sống lắm, hay mua ăn sống bỏ lên cơm á. Hôm nay mình đập vào đây một trái trứng cho nó ngọt. Ok. Tadakimasu. À, tê đi. Tori tốt thì ta biết đi. Tê. Tori là hát, mắt là salad. Một cái cơ. Salad, sau đó nè. Sốt sức kê tê. Ừ? Nào. Sốt quên cơ kìa. Ừ. Hát đi. Một cái mắt sạch. Mình sẽ trộn ớt sốt lên gỏi rau càng cua nha. Tại vì mình sợ là mình bóp trước á, nó sẽ ngấm vào rau, nó làm cho cái rau nó bị nhéo. Thành ra là mình để riêng và bây giờ thì mình mới rưới sốt này nè các bạn. Rồi. Cái gỏi rau càng cua hôm nay mình có bỏ thêm một ít cá hồi nướng lên nữa. Rất là ngon các bạn ơi. Ok. Rồi. Juice. Mình sẽ nặn tắc lên chén muối ớt xanh này nha. Siroi nan dakke? Shio. À có shio nan. Shio to midori to garashi. Juice. Ừ. Đây là ớt xanh này các bạn ơi. Mời bạn ta biết đấy. Khá cứ này nhá. Dạ, yes. Khá cứ này nhá. Dạ, yes. Đúng rồi. Hai, cô cho ta biết đấy. Cảm ơn. Hai, rồi, cảm ơn. Hôm nay, cái bia này, 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 これなんとか10億ドンもらうボンボン。あ、なんかいいと、ゲームやってるよ。だからこの。không vào. 私は chúc bạn may mắn lần sau. của mình là không vào. chúc bạn may mắn lần sau. え、だからは？同じ。すいません。パパも không vào。あ、外れ、外れた。はい、乾杯。よー。うん。あ、わ。ăn một miếng cháo sau đó xong rồi cuối chín này cô nó bị tôi có bị là không cả nè tôi có bị sai cô mà sao lại mình sẽ ăn một miếng rau càng cua nha. Ngon quá. Hôm nay là thứ bảy uống bia thật là tuyệt vời. Cô nó nghe rồi ơi chị gỏi rau càng cua này ngon ghê các bạn ơi. Cho các bạn xem nha. Gỏi rau càng cua trời ơi đã hấp dẫn quá trời luôn. Đây, rau càng cua. Cái rau càng cua này nè, nó mọc tự nhiên quá trời luôn. Cái mình nhổ vô, mình làm một đĩa gỏi. Và một đĩa xay vào. Sì dên nô nhạc xay đẻo. Sô đạp tên nào. Cặp tên đi. À nó. Cô lệ. Càng cua. Càng cua cả đạo. なんだっけ種じゃあいっぱい出て勝手に強い風で飛んでいっぱい、いいねこれ。そう。あの、フロケンコーネラ本当にジャム。これチューブにしかない。この。いっぱいベトナム中でどこでもあるよ。そう。フロケンコーネ本格的ジャム。だいや、あ、けやん、けか、けんな。なおせか、有けへへてんてんな。Nó khi gặp gió nó phát tán là nó bay cái vèo và nó mọc sung xuê luôn. Trời ơi đã.
miếng bắp cải hơi lớn. サーモンは自分で入れたの？うん。サーモン焼いて入れたよ。美味しいの。鶏食べて。なんか、うん。鶏の血。カフィな。カフィゲー。うん。鶏の血。いいよ。自分で食べてる。うん。ソース。混ぜちゃう？でも美味しい。美味しい。うん。美味しいね。うん。cái gà luộc này á, nó luộc với lá chanh cho nên rất là thơm. Lemon hạt ba muỗng đây là cái gì vậy sao? Mình có bỏ. Nó đã biết phải cố lên đi ok. Mình có bỏ lá chanh vô nữa, cho nên là gà rất là thơm và cái vụn lá chanh, cái lá chanh cắt nhỏ nhỏ lên nó cũng rất là ngon. Sốt. Chén sốt đặc biệt rất là lắm. Ôi thế. Cái hỏi rau càng cua này ngon quá các bạn ơi. Nhà mình đó, mà ở xung quanh mà có rau càng cua nhỏ vào làm một đĩa gỏi. Gỏi rau càng cua này thì mình sẽ trộn với lại bắp cải trắng, bắp cải tím, một ít hành tây bèo, một ít khoai chuối, rất là ngon. Ớt này mình phải ăn riêng, chứ không sẽ mình không ăn được. Mình rất là mê ớt. Ngon quá. Tarai, ii kanji. Karai kìa. À, oishii. Kono togao shi meccha karai yo. Demo ii kaori. Cái ớt này là ớt simsan. Trời ơi, nó thơm mà nó cay. Ngon hình. Ngày thứ bảy thật là tuyệt vời. Tôi đi sai cổ lại nè. Tôi đi nấu ăn xong. Buổi sáng nay á, trong lúc thằng sân nhà mình á, thằng lớn á, nó học bài, nó học quay Zoom á, nó học chương trình ở trường Nhật quay Zoom từ 9 giờ cho tới 12 giờ rưỡi. Thì anh đi ra ngoài làm việc. Ở nhà mình á, là mình với lại ba đứa nhỏ vừa tranh thủ cho tụi nó ngủ ăn, vừa tranh thủ làm mấy món á. Ngon lắm. Mình làm xong thì mình sẽ học bài xong và anh cũng đúng lúc anh đi về, mua có hai lon bia là về á, là xong công chuyện, là mọi thứ mình bày hết rồi, mình làm hết xong rồi chỉ ngồi vào ăn sướng. Mấy hôm nay á, Sài Gòn đang là lạnh lắm, cho nên là ăn cháo gà ấm bụng. Sai khi hồi sinh mà chốt từ sáng mới cứ nát tiền này. あ、朝寒いじゃない？ちょうどいい？この天気は。まあ、確かにさ、雨が降らなくなると本当は暑くなってるのに、なんかいつもより暑くない感じはあるの。寒いかって言われたら寒くはない。食べとり。最近天気は涼しくなってるでしょ？いい感じ。だから今日茶を食べて最高。Cảm ơn các bạn ơi. Trời lạnh lạnh. Ăn cháo nóng. Cắn nước ớt thật là cay. Phê chữ E kéo dài luôn. Ngon, ôi là ngon luôn á. Gà á, nó dai. Rau. Mình cho thêm một ít sốt nữa. Gà đây, salad nó giòn giòn, ăn bốc ngon hơn. Châu tay rồi nhé. Chân to, xíu xíu chạy đen kêu tiện. Đây. Lúc cay mộ, đừng mấy mắt rồi đó. Dì vấn đề ế lan đấy. Cứ đam mô nộ. Nó tốc lô đấy. Cứ mắt cự, đừng mấy mắt. Xem xem mộ, không mấy mắt rồi. すごいね。めっちゃ手前に。
これの皮のところは、うん、これはもう子供に残してあげる、うん、皮なんか中だけでいいよ、これ、うん、皮ここ置いといて、うん、あとで tự ngồi học một mình rất là tập trung. Sau khi làm toán xong, sau khi làm toán xong á là tự tập đọc và đọc rất là giỏi luôn. Đến mức mà thầy khen luôn. Rồi đây thì sao nhà mình á, mình có chia sẻ video trước nè về ngôn ngữ Sơn hơi chậm so với lại các bạn, cho nên là vợ chồng mình cũng mặc kệ luôn. Con học thì tới đâu thì học, mà toán thì học rất là giỏi và rất là thích toán. Nhưng mà hôm nay á, tự nhiên sao á, rất là tập trung, đọc bài giỏi, thầy khen luôn. Thầy dùng chỉ cần có bắt đẹp. Một tôi muốn tôi làm thế. Nhân đạo. Một tôi sai cho bên kêu sử dụng thì cũng tôi chỉ đẹp, không thể kỳ này. でちゃんとほら家はさ やんなきゃいけないことやってからじゃないとやりたいことできないっていうルールになってるから、勉強終わらないと、うんまあ、ゲームとかできない。そうだね、うん、だけどそれもやっぱ最初は理解できないから、うん、勉強がもう夕方までかかる、夕方まで終わらないみたいなことになって、うん、夜まで終わらないと、もうその日によっては1日終わらない、うん、そうすると彼はゲームできない、うん、っていうことをやっぱ2年間ぐらい、2年やって、やったらやっと最近はもう朝起きたらすぐ、もう今日の勉強やることは何ですかって聞いてくる。そうだ。っていう風になって、やっと理解してくる。でも結果その結果どうなったかっていうと、今家の中でちゃんとやるべきこと、やんなきゃいけないことをきちんとやってるのがタイプだからね。でもやっぱ2年かかったよ。俺もここまで。最初は本当できないし、とにかく分かんないと動かなくなっちゃうから、そこをちゃんとさ、まあ時には怒ってさ、説明してね、うん、いや、やっぱやらない理由はさ、いくらでも彼も作れちゃうからさ、うん、でもやらなかっただから、うん、終わらないんだっていうことをさ、覚えさせないまでにやっぱ2年かかる。そうだね。だサナはそれをまだ分かってないから。うん、そう、うん、サナは全然頭固いよ。言っても出らない。だからちょっと太陽と同じやり方で、うん、そのもうね、やらなかったら夕方までゲームできないと、うん、太陽はゲームやりたいからって思うんだけど、サナはじゃあゲームやらないそうってなっちゃうので、同じやり方じゃダメなの。じゃあサナにはとにかく今はだから計算とか、うんまあ、なんか問題を解くとかそういうレベルのものはやらせないで、うん、もう何でもいいよと、絵を描くでも、うん、本を読むでも、うん、でも好きなことまずやって、うん、それでもそれはちゃんとやってパパに見せてと、うん、でそれやったらもうやる、好きなことどうぞやってくださいっていうふうに、とりあえずまずハードルを下げて、うん、俺やれみたいな形で持っていかないと、うん、っていうふうにすると、まあまあまだ、まあ、これをゆっくりまた2年ぐらいかけてやるわけで、うん、俺は一人ずつ大変だなっていうのをもう一回スタート。次サナ、ね、次サナだね。サナ終わったら次ソータ。ソータ、いやもうソータになったらもう太陽とサナに任せちゃうから今サナの件も 、まあ、太陽にはもう任せられないね。太陽のやり、太陽は自分の受けたやり方でサナにやらをされようとするから、うん、でもサナにはそのやり方通じないから、だから太陽には無理だから、まあ、ソータはどっちのタイプかな、うん、太陽タイプかな、サナタイプかなと見て、うん、でどっちかなと思ったらサナに手を合わせるし、太陽タイプだったら太陽にやらせるっていうふうにするから、まあ、基本的には俺はやらない、うん、もうね、うん、2人までしかやる気はない、うん、基本、まあ見てはいる。いや、ソータはソーライサナの性格似てるかな。分からん。そんなことは正直言ってよく分からん。Nhà mình đó, hai đứa hai tính cách khác nhau á. Thằng Sơn á, anh vừa mới dạy tức là nhà mình mất 2 năm để cho nó có thể tự sáng dậy là biết, ngồi vào bàn học, tự đặt câu hỏi là hôm nay con sẽ học gì, hôm nay con cần phải chuẩn bị những gì, và sau đó là nó sẽ tự hoàn thiện tất cả những cái bài tập cũng như là những cái mà nó được yêu cầu, và sau đó là nó sẽ chơi game và coi iPad. Hôm nay rất là nghiêm túc học luôn,
bởi vì nó biết là nếu như mà nó một tuần học có một buổi, nếu như nó không tập trung học á thì nó sẽ không được coi iPad. Và nhiều khi á, những cái buổi học của nó là anh chồng mình sẽ yêu cầu nó học cho tới khi nào nó phải hoàn thiện bài tập, cho nên nhiều khi học tới chiều tới tối luôn. Và những cái ngày mà nó học tới chiều tới tối thì tất nhiên là nó không được coi điện thoại, nó không được chơi game, nó không được đi bơi, nó không được chơi, cho nên là nó coi như là một ngày đó nó chỉ có tập trung học thôi, coi như là phạt dành cho nó vì nó đã không tập trung học hành và cũng không hoàn tất bài tập. Nên là nó rất là sợ và nó tự động luôn, ngày nào nó cũng sẽ tập trung, nó học cho thật tốt, nó học hoàn thiện bài xong xuôi và nó sẽ chơi. Còn Sana thì nó khác nha. Sana mà nói với nó là nếu mà con không làm thì con sẽ không được coi điện thoại, nếu mà con không làm thì con sẽ không được đi bơi, thì nó kêu vậy thôi, con không đi bơi con sẽ không coi điện thoại, và nó không chịu làm và nó trốn luôn cái việc học. Cho nên là với cái cách của Sana thì gia đình mình, nó vợ chồng mình lại không có bắt nó là phải học đọc, học viết, học toán, mà sẽ là nó thích gì thì sẽ cho nó làm. Và đầu tiên là nó sẽ thích vẽ và thích đọc sách, cho nên là cứ sáng dậy là nó sẽ ngồi vào bàn và nó vẽ, nó vẻ đủ thứ, xong rồi nó sẽ lôi sách ra nó đọc tùm lum tè le. Rồi thực ra là cũng coi chăm xong rồi tự kể chuyện thôi. Rồi nó có khi thì nó sẽ lôi cái máy tính của nó ra và nó tự nhìn và nó tự viết chữ, thế là nó tự luyện chữ và nó viết cho xong. Nói chung là nó sẽ làm theo sở thích chứ không có ép, nó không ép được. Cho nên là hai kiểu giáo dục khác nhau, hai kiểu dạy khác nhau hoàn toàn. Còn nó ra sao vậy? Cô đã đến một tập bên rồi nè. Cô biết chữ một Ini Ken cổ sọ. Nhìn nhận thức ăn bắp cải các bạn ơi. Sẽ mình đó. Mỗi lần bị đau bà tử là anh sẽ ăn bắp cải. Và bắp cải thì giúp cải thiện được bao tử và đặc biệt là hỗ trợ tiêu hóa. Cho nên là khi mà bao tử hoặc là ruột á, đường ruột yếu á, là sẽ ăn nhiều bắp cải. Và cái món này thì rất là thích luôn à, vì có nhiều bắp cải. Vì là gà này nó là gà chạy bộ, gà ta đó, nhưng nó hơi dai, ăn hơi cực xíu, cắn nào muốn xỉu nó. Quá Torino như qua tôi đi đã cả chút rồi, hai tay. Gà rất là béo, rất là giòn luôn và dai. Gà vườn rồi. Mấy hôm nay á, thời tiết ở Sài Gòn mát mẻ, cho nên là ở trong nhà cũng không có cần phải mở máy lạnh nhiều. Hồi xưa nhà mình cứ mở máy lạnh 24/24 luôn á, tiền điện tốn khủng khiếp. Tại vì cả ba cha con nó là không chịu được nóng, mấy cha con nó không chịu được nóng, cứ phải mở máy lạnh. Đến tháng chả biết máy lạnh mà muốn xỉu luôn. Nhưng mà sang đầu tháng 12 này nè, thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn à, đỡ phải mở máy lạnh. Thật lý này nha, mà đi lên Đà Lạt là sướng hơn á. Nhưng mà đa là tuổi kê tở nè, y đi chỗ đa là tuổi kê tở nè, sư si tở. À, 1月 から外国行ってるよ。もう新しいルール出たの？そうなの。あ、ベルトも開始できるんだった。インターナショナル飛行機。ああ、よかったね。どっか行くか。行かねえ。もう2年ね。2年も行けない。ちょうど2年だね。あなた2年、ちょうど2年日本に来てない、帰ってない。大阪じゃねえか、あれか、3人で帰ったのか、太陽さん。うんうん、なんかビルダーみたいよ。あれ3年前？2年の目。あ、太陽と2人だ。うん、そうそう、なんか中国人いっぱいでね。そう、外人公営とか言ってたの、ユニクロ来たんだよ。うん、あれ2年前ですか。うん、早いね、もう2年。いや、マジか。何もやってない、もう2年。早い。2年前、あんこんべんやろ。で、từ lúc mà bùng dịch。Nhớ là 2 năm trước, đầu năm 2020 á, là anh về Nhật.
xong rồi về một ngày Tết. Cái vừa mới qua Việt Nam lại, vừa mới về lại Việt Nam là đóng cửa luôn. Mai ơi là mai, nếu mà chỉ cần là về trễ khoảng 2 tuần thôi là khỏi về luôn. Bắt được cái phát động. Lúc mà anh về đó là lúc đó Việt Nam chưa có bùng mạnh, mà bên Nhật đó nó đang bắt đầu bùng, do là người Trung Quốc họ qua bên Nhật du lịch đó. Hồi đó là mới bắt đầu luôn. Về á, may lắm, vừa về tới Việt Nam được 2 tuần là bắt đầu Việt Nam đóng cửa, không cho nội ngoại xuất nhập. May ơi là may luôn. Về á, họ ảnh sợ mọi người nói là ảnh ở Nhật về á lây nhiễm bệnh, hay là ảnh khiếp quá không dám nói với ai là ảnh về. Ảnh mới đi về mà ảnh không cho mình nói với ai là ảnh mới đi về luôn. Được ở trong nhà cách ly 2 tháng. Mà hồi đó không cách ly cũng không được. Lúc đó từ từ dịch nó nặng dần lên, xong cách ly. Cái chung cư mình ở là cách ly hoài luôn. Chung cư mình ở với lại đại sứ cách ly của khách tiền. Cho nên là anh biết cách ly bao nhiêu ngày tháng thì mình cũng biết cách ly bấy nhiêu ngày rồi. Suốt 2 năm đó không về Nhật đó, cái là mình cứ phải gia hạn visa cho ảnh hoài. 6 tháng phải gia hạn visa một lần. Mà cứ mỗi một lần gia hạn visa là tốn tiền lắm. Lần này cũng vậy. Được rồi, trong dịch đó chỉ được gia hạn visa có 3 tháng. Cô thằng có cô được không? Số tiền của passport của mình mà đầu kết thúc tiền này sao? Kết thúc tiền này申し込んでない。申し込んでないの？ビザだけ。ビザじゃない、戸籍だけ。え？まあ、サラのベトナムのパスポートも期限切りました。もう、来月、どんなに帰って。今度も10年だろ。どんなに帰って作らないといけないよ、サラの。いや、向こうも5年だもんね。今度10年でしょ。Lần này là sau này nhà mình nó cũng hết hẹn bắt bao ở Việt Nam. Nên là mình phải về Đồng Nai, mình đi hẹn bắt bao cho nó. Và mình làm quốc tịch cho thằng lớn thôi. Rồi mình làm quốc tịch cho thằng Sota, thằng Úc. Bữa giờ đẻ ra đâu đã đi làm quốc tịch Việt đâu, mới có làm quốc tịch Nhật à. Con mình á là được mang 2 quốc tịch. Bởi vì là Nhật á thì chỉ cho 1 quốc tịch thôi. Tới năm 18 tuổi thì nó sẽ tự chọn quốc tịch lại một lần nữa. Nếu mà nó chọn quốc tịch Nhật là bắt buộc phải bỏ quốc tịch Việt Nam. Còn ở Việt Nam á thì chính phủ cho mang cho 2-3 quốc tịch luôn. Nên là hiện tại là mấy đứa nhà mình đang mang 2 quốc tịch đó. Ở Nhật đó là đi về Nhật là chỉ xài passport Nhật thôi. Còn ở Việt Nam là đang giữ 2 passport. Ví dụ mà đi nước ngoài á là mỗi lần mà tụi mình về Nhật á là ra khỏi cửa khẩu Việt Nam là sẽ xài passport Nhật. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam là sẽ xài passport Việt Nam. Ôi thiệt nhỉ. Tôi đi lô chị. Tôi đi lô auto. Cố kìa. Tuyệt vời. Lemon nó hạt bậy nhớ. Ngon quá. Thầy nói hôm nay cái con gà này nó rất là giòn và dai. Thêm với salad nữa. Ngon, có gì ngon. Ăn không ngừng nữa. Nói thầy cho mình đã ăn được gần hết một cái mè salad bự. Bà cứ đang ngon. Mẹ nhìn nó, hôm nay mình chuẩn bị một dĩa trái cây, một mè trái cây. Cái mẹ trái cây này là sẽ có chanh dây và kiwi. Chanh dây này là chanh dây ngọt. Nhà mình nó thường là cứ mua chanh dây xong rồi để trong tủ lạnh cho nó héo. Bởi vì chanh dây mà nó càng héo là nó sẽ càng ngon. Nó càng thơm và nó càng ngọt. Bạn nhập. Và sơn phương. Spoon này nhỏ. Cái chanh dây này là ngon lắm. Ăn kèm luôn. Nó thơm. Ăn không vậy đó. Khỏi cần đường, khỏi cần gì hết. Chua chua là ngọt ngon lắm. Thôi gì nè.
tại vì mình để trong tủ lạnh nó beo beo nó già rồi á. Mua chanh dây là phải mua những cái trái mà nó héo héo, nó héo á, vừa nhẹ cân vừa lợi mà còn vừa ngon. Kiwi tao biết rồi. うん。美味しい。日本 ではスプーンで。これと同じみたい。キウイ。あ、キウイは切らないで半分だけ切ってスプーンで食べるの。そうか。あ、パッションフルーツだとキウイしたら甘さが減ってるかも。順番間違えた。キウイは甘くないのか。うん、甘くない、甘いの、すごい甘いんだけど、パッションフルーツのせいで半分になった。チャンジェに頑張っちゃうの。あ、食べてみて、あんへ。もっちゃいチャンジェよ。おいしい。ほちゃくらめんせや。結構ケビドコメンタイでんや。にけもね、ちょっとなの。めんたらこもらんのかな。Nhưng mà là vì á, mỗi lần mà mình quay video á, là mình sẽ giới hạn chỉ khoảng 25-30 phút thôi. Vì là tụi nhỏ nhà mình đó, nó đang ở trong phòng và nó trông em. Cho nên là cũng không có để cho tụi nhỏ trông em quá lâu. Mà sẽ luôn luôn có một cái kế hoạch đó là làm chuẩn bị món và quay video trong khoảng thời gian nhất định. Và đều đặn sẽ ra video cứ 2 ngày một lần, 2 ngày một video. Cho nên là các bạn hãy đón xem những cái video và ủng hộ vợ chồng mình nha. Và hãy ủng hộ kênh Izumi Thanh Tuyền nha. Cảm ơn các bạn đã coi video tới đây. Và hãy nhấn sub kênh và hãy like share giúp mình nha. Hãy cho mình một like và hãy cho mình một sub kênh nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.